ngày 1 tháng 10, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hùng, cựu tổng giám đốc Việt Nam Pharma, 17 năm tù; bị cáo Võ Mạnh Cường, người môi giới cho Việt Nam Pharma mua thuốc Hercabita 500mg, lãnh 20 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo đồng phạm lãnh 3 năm tù treo đến 12 năm tù. Bên cạnh đó, hội đồng xét xử nhận định việc có hay không việc ông Ngô Nhật Phương, người làm chứng, người liên quan trong vụ án, tiết lộ văn bản mật của Bộ Y tế vẫn là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Vì sao ông Ngô Nhật Phương nói thuốc chữa bệnh ung thư của Việt Nam Pharma là thật? Quá trình xét xử, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng quá trình điều tra vụ án, Bộ Y tế đã gửi cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an công văn đóng dấu mật về nguồn gốc, chất lượng lô thuốc Hercabita. Việc quản lý, khai thác, sử dụng nội dung công văn này phải được tuân thủ theo các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Thời điểm tháng 6 năm 2018, khi công văn chưa được giải mật, ông Ngô Nhật Phương đã trực tiếp giao nộp cho cơ quan điều tra một số tài liệu liên quan đến nguồn gốc lô thuốc. Đại diện Viện Kiểm sát đã kiến nghị hội đồng xét xử yêu cầu cơ quan điều tra xác minh tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước liên quan đến các tài liệu mật của Bộ Y tế. Qua đó, tòa đã chuyển kiến nghị này cho cơ quan điều tra. Trong khi đó, chia sẻ bên hành lang phiên tòa chiều nay, ông Ngô Nhật Phương khẳng định không biết gì về các nội dung mật của Bộ Y tế. Các văn bản này của ông là do bạn hàng kinh doanh dược ở Ấn Độ cung cấp. Ông Phương cho biết, gần 2 năm trước gặp một số người bạn Ấn Độ tại Phnom Penh, Campuchia. Họ mời ông mua một số mặt hàng dược, nhưng ông từ chối vì lúc đó báo chí đăng tải thông tin cho là thuốc ung thư Hercabita giả có nguồn gốc từ Ấn Độ. Ông Ngô Nhật Phương cho rằng tài liệu của mình do bạn hàng cung cấp. Những người này cho biết Hiệp hội Dược Ấn Độ, những người kinh doanh dược và các cơ quan chức năng Ấn Độ rất quan tâm đến việc này, bởi nếu kết luận thuốc Việt Nam Pharma nhập về là hàng giả và kém chất lượng sẽ ảnh hưởng đến uy tín ngành dược Ấn Độ và việc kinh doanh của họ trên toàn cầu. Họ khẳng định lô hàng 9.300 lô thuốc Hercabita được sản xuất tại nhà máy Afibaren Tehran đã được cơ quan chức năng của Ấn Độ kiểm tra và kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế OPC. Họ cũng bày tỏ mong muốn làm việc với cơ quan chức năng Việt Nam và nhờ ông Phương làm cầu nối. Tuy nhiên, do lúc đó ông bận ở lại Campuchia nên nói họ cứ về Sài Gòn, ông nhờ hai nhân viên phiên dịch là Loan và Minh đưa đến Bộ Công an và Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp tài liệu về thuốc Hercabita. Trong đó có ông Sớt Rata Kumar Berman, thành viên cao cấp của Hiệp hội Dược Ấn Độ. Lúc này, ông Phương vẫn không biết họ nộp tài liệu gì cho tòa. Khi bản án sơ thẩm lần đầu bị Tòa án Nhân dân cấp cao tuyên hủy, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an mời ông Phương lên làm việc. Ông Phương cho biết thêm, do cùng một số doanh nhân Ấn Độ đầu tư xây dựng một tổ hợp dược theo tiêu chuẩn Mỹ và châu Âu tại Việt Nam nên biết họ đã nộp tài liệu cho cơ quan chức năng Ấn Độ. Theo đề nghị của Bộ Y tế Việt Nam, họ sẽ đến nhà máy Afibaren Tehran tiến hành kiểm tra về lô thuốc Hercabita. Sau khi đoàn công tác của Bộ Y tế Việt Nam đến, họ sẽ dẫn đi kiểm tra và bàn giao hồ sơ đầy đủ để chứng minh lô hàng này sản xuất tại nhà máy Afibaren Tehran và chuyển lên Đại sứ quán Việt Nam để hợp pháp hóa lãnh sự. Ông Phương đề nghị sau khi hợp pháp hóa lãnh sự xong cho ông xin giải bộ. Võ Mạnh Cường được xác định là bị cáo chủ mưu. Theo ông Phương, việc hợp pháp hóa của Đại sứ quán là công khai minh bạch, có trên Internet, thông báo trên bảng công khai tại phòng hợp pháp hóa lãnh sự của sứ quán, ai muốn tìm hiểu cũng được. Hơn nữa, các tài liệu này đã được công chứng tại Việt Nam. Ông Phương tiếp tục khẳng định, lô hàng 9.300 hộp thuốc Hercabita 500mg được sản xuất tại nhà máy Afibaren Tehran, Ấn Độ là thuốc thật, đúng tiêu chuẩn để chữa bệnh cho người. Từ tháng thứ 13, sau khi trưng cầu giám định mới là thuốc kém chất lượng. Điều này là bình thường trong ngành dược thế giới và Việt Nam. Tại đơn kiến nghị của mình, ông Phương cho rằng công ty Việt Nam Pharma làm giả hồ sơ đăng ký thuốc, nhập hàng Ấn Độ về đổi thành hàng Canada để lừa dối cơ quan quản lý nhà nước và lừa dối người bệnh. Ông đề nghị hội đồng xét xử xử lý nghiêm hành vi này. Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong quá trình điều tra vụ án, Bộ Y tế đã gửi cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an công văn số 77 ngày 27 tháng 4 năm 2018 về việc cung cấp tài liệu, thông tin điều tra. Công văn này có nội dung về kết quả đoàn công tác của Bộ Y tế tại Ấn Độ để xác minh nguồn gốc, chất lượng lô thuốc Hercabita. Tài liệu này đóng dấu mật, đồng nghĩa với việc Bộ Y tế xác định những nội dung trong công văn là mật kể từ ngày ban hành.
Đến ngày 20 tháng 9 năm 2019, Bộ Y tế mới giải mật các tài liệu này gửi hội đồng xét xử. Theo đại diện Viện Kiểm sát, kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2018 đến 20 tháng 9 năm 2019, việc quản lý, khai thác, sử dụng nội dung công dân này phải được tuân thủ theo các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Do đó, các nội dung này được gửi cho Viện Kiểm sát trong quá trình giải quyết vụ án nhưng Viện Kiểm sát chưa đề cập trong cáo trạng. Ngày 4 tháng 6 năm 2018, thời điểm công dân chưa được giải mật, ông Ngô Nhật Phương đã trực tiếp giao nộp cho Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an 10 tài liệu có liên quan đến các nội dung tại công dân số 77 của Bộ Y tế nêu trên. Ông Phương khẳng định các tài liệu này do quan hệ cá nhân mà có, được dịch sang tiếng Việt, được hợp pháp hóa lãnh sự, đóng dấu sao y bản chính.